Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ chơi Dragon Ball Hyper Blood. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lấy 7 viên hồng rồng để trội hồng thần và ước thì play á. Ok, mình sẽ đi tìm. Viên đầu tiên thì nằm ở cái hòn đảo đỏ này, hòn đảo đỏ có cái cây đỏ và đây bất động xanh. Thằng nào lấy mỡ công rồng đỏ thì nó có ở đây không? Thế nhỉ. Ok anh em, thì mình tạm dừng thì tìm hiểu nguyên nhân tại sao ở cái chỗ này lại không có viên ngọc rồng. Anh em đợi mình một tí. Thì ok, mình đã trở lại rồi đây. Mình hiểu tại sao lại không có lúc vừa đấy rồi. Bởi vì có thanh liên đã lấy. Đậu xanh từ kia lại lấy không? Nhưng mình đợi một lúc nha. Thuật hai đi trên không. Học sống ở đâu rồi ta? Ok, thì mình sẽ đi lấy ở chỗ khác trước. Nào có cái võ đài kia kìa, bay lên này nhìn xem có võ đài nào. Ok rồi, giờ quay lại xem có lại chưa. Anh em cứ từ từ để mình đi tìm. Ok đây, bên thứ hai đây nè, lấy bên thứ ba là một cái chỗ nào có con khi lâu à, để chứng minh nó đúng không. Khoai cái đi thẳng lại bên phải bay lên thì bình thường ngọc rồng sẽ ở chỗ này, ở chỗ chỉ chuột mình này đó. Nếu mà có thanh niên rồi thì mình sẽ qua hòn đảo băng. Ok, đảo băng là mọi nước cũng bị đóng băng rồi, thì bay lên đi, của cái cao nhất quay ra đằng sau thì chúng ta sẽ thấy viên ngọc rồng nó ở đây. Thả viên rồi, cái thứ tư là mở hòn đảo cát này, này cát cát này, này bay vào đây thì bay lên cao rồi lại xuống thấp 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 đùa tí đây, bay xuống đây. Đấy, không xong đây. Nên lại bay lên. Ok. Viên thứ 5 thì nằm ở chỗ ông khỉ này. Bay lên. Bay ra chỗ này. Đó. Các bạn lấy. Rồi quay lại chỗ con khỉ lậu để lấy viên 3 sao. Đó, đây đúng như mình nói nhé, thì đây viên 3 sao đây. Giờ lấy viên 2 sao bằng cách là bay đến cái chỗ này, chỗ đen đen đùi lùi này, hình super saiyan cái à, lộn lộn đâu nhỉ, đây để lên hình super saiyan cái. Thank you.
thêm bắn đi. Bắn đi sẽ thấy đường đi nhá. Nó phát sáng lên thì thấy đường đi này. Thấy đường đi. Đấy, đến đây kịp đúng không? Thì quay sang bên này không đi được này, thì quay sang bên kia. Đấy, cách đi rất là đơn giản, lấy viên cầu rồng hai sáng. Lại kịp rồi, quay sang bên kia. Đó. Lại kịp, quay sang bên kia. 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 Lại kịp, quay sang đó, chỉ viên hai sao kia đây, kia, à, viên hai sao đây, rồi, lấy ngọc rồng đi, chết chào, đấy, ok lấy rồi, tôi bị xét luôn cho nhanh, ok, viên ngọc rồng, đấy, để con rồng này, nó chưa muốn nhô lên. Lỡ đạn nhiên ạ. Lên đi máy. Rồng lên lên máy. Lên. Ok là lên rồi. Thì có hai điều ước. Đó là 5 phút trở thành thần. Và 100 kỳ. Kỳ thì dùng để cái này này. Kỳ à. Kỳ. Đấy. Cái kỳ thì rất là vất vả luôn. Thế nên là mình ước 100 kỳ, à 1000 kỳ rồi. Dùng Kamehameha hoặc là mọi thứ. Hoặc là các bạn có thể chọn 5 phút trở thành thần. Thì mình sẽ chọn 5 phút trở thành thần nhá. Thì bây giờ máu mình đang là vô cực. Mình sẽ bay ra cái chỗ lúc nãy, chỗ viên cầu sống 2 sao ấy. Ôi sao con khỉ trắng đây. Mà thôi, sợ gặp chết lắm. Tuy máu mình là thần nhưng mà vẫn bị con khỉ đập chết. Không hiểu sao. Thì bây giờ mình bay ra chỗ của Keno Zeno Zeno không kìa là cái chỗ này, này chỗ mình vừa mới lấy ngọc hai sao ấy. Thì bay lên sẽ là chỗ của vị thần quyền lang vũ trụ, vì mình up từ level 1 ở chỗ này mà. Thế là đợi tí nó sẽ ra sau vài lần ngồi đây thần tao đâu, thần của tao đâu, thần tao đâu vậy thần này hả. Thì cha nó vậy. Thì nếu anh em thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh, cũng như là bình luận phía dưới là mình sẽ chơi tựa game gì và hướng dẫn các anh em là làm cái gì. Ok thì goodbye.